căn bản của xe, những cái thiết bị ở trên xe như thế nào, thì mình sẽ vô được cái khu dân cư nó vắng, mình sẽ tập trong đây trước. Chút xíu nữa em chạy tốt anh sẽ cho chị chạy ở ngoài luôn. Rồi đó giờ Thiện cho anh hỏi là em có chạy xe chưa? Xe máy thì gọi đi. Xe hơi nè. Chưa. Chưa bao giờ chạy luôn. Chưa. Nhưng mà bình thường em có đi xe không? Có đi xe. Có đi xe. Rồi anh hỏi tiếp, bình thường xe máy là Thiện có bao giờ chạy cái xe có tay con chưa? Chưa. Chưa luôn. Là em chỉ chạy xe số, xe ga bình thường thôi. Xe số. Ủa nhà Thiện ở chỗ nào? Ở ngay hẻm Hồ Lạm ở trên. Hẻm bên trái hay là bên phải? Bên trái, bên trái. Bên trái. À là từ nhà đi bộ ra đây luôn được hả? Dạ. Chứ để mà nãy hỏi em á, công chạy qua EO. Nếu lúc bắt đầu chị EO là em giữ xe, phải giữ xe ở EO. Ủa rồi tháng mấy em mới thi? Dạ tháng 2. Tháng 2 mới thi. Ở nhà mình là có xe chưa Thiện? Chưa. Chưa. Thi xong mua luôn. Thiện có đi làm gì chưa em? Dạ em đang làm bán thời gian. Bán thời gian. Em làm về bên cái gì? Bán cà phê hả? À. Ừ. Bán ở đâu? Ở nằm bên khu tiên lửa á. À. Mình ở trong á. Anh sẽ nói sơ về những cái tính năng cơ bản trên xe. Thì những hôm nay á, anh chỉ nói sơ những cái gì mà em không hiểu và em muốn hiểu sâu hơn á, em cứ lên cái kênh YouTube của anh em coi rõ hơn. Tại vì anh không muốn mất thời gian nhiều của mấy bạn. Mình chủ yếu là mình cần cái gia chạm thực tế là nhiều hơn ha. Bởi vì không hiểu cái gì quên chỗ nào cứ lên cái kênh của anh. Cái kênh của anh là em cứ bấm vô chữ là Kỳ Phước hoặc là Thầy Phước Dạy Lái Xe là nó hiện lên liền. Thầy Phước Dạy Lái Xe. Ừ ha. Rồi chút xíu lưu cái đó. Để anh nói về xe trước. Rồi anh giả sử cái vô lăng mình là cái mặt đồng hồ, thì cái vị trí em cầm lái là 9:15. Nếu đây là cái đồng hồ thì có phải đây là số 9 không? Đây là số 3. À, 9:15. Có một số thầy dạy là cầm 9:15, có một số thầy dạy cầm 10:15. Thì thật sự cách nào cũng được hết. Đó là cái vị trí căn bản để người tập lái, người ta chưa biết họ tập. Còn khi em đã quen rồi thì thật sự em nắm ở đâu cũng được hết ha. Rồi anh dạy sẽ dạy 9:15 thì bốn ngón tay này em cầm vành dưới nè. Hai ngón cái em cầm vành trên. Thiện không có cầm cái ngón cái vô đây ha. Dạ. Tại khi em cầm vô đây lát em lái nó sẽ bị dướng nè. Em thấy không? Còn em cầm như vậy nó sẽ không có dướng ha. Rồi anh giả sử là mình sẽ đánh lái quẹo phải. Chút xíu nữa em chạy thực tế em sẽ nắm vào vô lăng và khi em quẹo phải em sẽ bẻ. Nhưng lát Thiện ngồi đây Thiện tập thì mình không thể nào mình vuốt được, em chỉ có thể vuốt hờ ở ngoài thôi. Anh giả sử là quẹo phải nè, hai tay mình xoay đều. Tới đây cái tay phải mình cấn cái bụng nè. Đâu có đưa được nữa đâu. Thì Thiện bỏ cái tay phải ra giật lên. Và tay này mình xòe ra kéo về vị trí lại ha, cấn bụng mà chụp lên. Em thấy tài xế họ lái liên tục như vậy không ha? Đó là cách đánh lái quẹo phải. Rồi quẹo trái cũng như nhau, hai tay xoay đều, tay trái cấn bụng nè, cũng bỏ ra chụp lên trên ha, trái phải đều như nhau ha. Đó là cách đánh lái. Rồi tới cái cần bên này, xe hơi nào cũng vậy, nó sẽ có hai cái cần. Cái cần bên trái em sẽ là hệ thống đèn, còn cái cần bên phải là hệ thống gạt nước. Thì Thiện nhớ ha, cho dù em chạy cái xe mắc tiền, rẻ tiền hay là bao nhiêu chỗ hay là hiệu gì cũng vậy hết, chắc chắn đây sẽ là cần đèn và đây là cần gạt nước. Đèn thì như thế nào? Mình sử dụng cái ngón nào dài nhất của bàn tay mình nè. Đa số tất cả mọi người ngón dài đều là ngón giữa ha. Nè em thấy nè, em vẫn để vô lăng ngay vị trí căn bản. Và khi em muốn mở đèn, xi nhan trái mình khều xuống ha. Mình đá lên là trả lại bình thường. Và xi nhan phải đẩy lên, kéo xuống là trả lại bình thường. Nói chung là trái ở dưới và phải ở trên ha, đó là cái đèn. Rồi Thiện đi đường buổi tối á, Thiện phải mở đèn, đèn trước đèn sau mình mở lên chứ mình quên mình bị phạt. Thì cũng trong cái cần này luôn, cái núm này nó xoay nè, em xoay tới hai nấc là em mở đèn. Tại sao nó có hai nấc ha? Cái chỗ này rất là nhiều bạn mới có bằng bị phạt nè. Lên xe nhớ đây là cái chỗ mở đèn mà mở có một nấc à. Em mở một nấc nó chỉ là mới mở đèn đờ mi và đèn tắp lô thôi. Thiện hiểu cái đèn đờ mi không? Đèn đờ mi là bốn cái bóng đèn mờ của bốn cái góc xe mình nè. À, mình chỉ mở cái đèn đờ mi khi mình đậu cái chỗ nào vắng tối nó thiếu ánh sáng, mình mở lên để người đi đường người ta thấy ở đây có cái xe đậu, đúng không? Còn khi mình chạy mình phải mở lên đèn top luôn ha. À, nhớ giùm anh ha, đây là cái núm mở đèn. Rồi rồi đi đường em thấy có, em có bao giờ để cái xe hơi đối diện mình nó thường chớp chớp cái đèn không?
đó, nó đá đèn xin đường này nọ đó, à cũng trong cái cần này luôn. Bốn ngón tay em chụm lại nè, kéo ngược về cái lòng bàn tay mình là em đá đèn. Rồi anh sẽ làm thử nè, thấy không? Như vậy là mình đang đá đèn ha. Rồi tới cái cần gạt nước thì xe nào cũng vậy, cái cần bên phải sẽ là cần gạt nước, nhưng có xe gạt lên, có xe thì gạt xuống. Và giống như cái quạt ở nhà mình nhá, nó có số 1, số 2, số 3 thì cái cần gạt nước cũng vậy. Ví dụ trời mưa nhỏ nhỏ em gạt xuống một đất nó sẽ gạt, xong nó ngưng một hồi nó mới gạt tiếp, vì mưa nhỏ mà đâu cần gạt liên tục để làm cái gì. Mưa lớn hơn mình xuống thêm đất nữa nó sẽ nhanh hơn và liên tục, thấy không? Mưa quá lớn thì xuống hết ha. Hầu như xe nào nó cũng sẽ có ba cái nước nha. Rồi bình thường lỡ cái chuyến nó dơ quá mình muốn vệ sinh nó thì bốn ngón tay mình chụm lại nè, kéo ngược về cái lòng bàn tay mình giống như mình đá đèn vậy đó. Rồi anh sẽ làm thử là anh thấy nước nó bung lên và nó tự gạt luôn, không? Nó tự gạt, nó quẹt ra 2-3 lần cho nó sạch rồi nó cúp xuống lại ha. Đó là cần gạt nước ha. Rồi tới cái này cái gì thì biết không? Thảo phanh tay à, cái này là cái phanh tay, có nghĩa là cái phanh tay xe hơi của mình á, đa số các xe đều nằm ở giữa này, nhưng một số xe đắt tiền nó sẽ nằm ở những cái góc bên trên trái nè ha. Sau này anh sẽ chỉ về cái thắng tay bên cái trên trái này. Thì cái thắng tay này mình sử dụng khi nào? Khi em đậu xe lại, em đi xuống xe, em không còn ngồi trên xe để kiểm soát nó nữa thì em phải kéo cái thắng tay lên. Để làm chi? Anh nói đơn giản như lỡ em đậu đường dốc em có cái không, cái thắng tay nó tụt cái xe đi rồi sao, đúng không? Hoặc là giờ hiện tại giờ em đang đậu đường bằng nè, nhưng anh giả sử em đang đậu phía trước em nó có một cái xe nữa đi, bây giờ đậu ở đây xong đi vô nhà ngủ, tự nhiên mình đi ra thấy hai xe đụng nhau. Anh nói đơn giản là thực sự cái xe này nó đậu ở đây, nếu em không kéo phanh tay lên, một đứa bé 5-6 tuổi nó chỉ cần đẩy thôi cái xe nó cũng chạy tới. Bây giờ khi mình xuống xe không còn ngồi trên xe nữa thì phải kéo cái thắng tay lên để xe mà nó đừng có chạy tới chạy lui ha. Và thắng tay mình kéo thì kéo như thế nào? Thiện là nắm nè, mình kéo lên mình nghe cái tiếng tạch 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 tạch, không? Em nghe cái tiếng tạch đó là cái thắng tay mà nó đang ăn vô rồi đó ha. Thì mình kéo lên nó vừa nặng tay thôi là được rồi. Sau này lâu ngày nó sẽ mòn và nó cao lên, thì khi đó mình sẽ đi thay bố. Bây giờ trước khi mình đi mình xả nó xuống thì sao? Cái ngón cái em nè, bóp vô cái khóa, bóp vô giữ luôn nha, kéo nhẹ lên cái đẩy xuống, kéo nhẹ lên và đẩy xuống. À, lúc đầu kéo lại khóa lại thì mình không cần bóp, ha. Còn xả ra thì bóp vô, kéo nhẹ lên cái đẩy xuống, ha. Đó là cái phanh tay. Rồi bây giờ tới cái phần quan trọng đây. Bây giờ ở dưới chân của anh nó sẽ có ba cái bàn đạp, em thấy chưa? Dưới chân anh sẽ có ba cái bàn đạp. Chân trái anh sử dụng riêng cho bàn đạp chân con, chân phải anh sử dụng cho bàn đạp thắng, và trong cùng này là bàn đạp chân ga. Rồi anh nói đơn giản cho Thiện dễ hiểu, có nghĩa là cái chân con của mình á, mình sử dụng khi nào em muốn vô số em cũng phải đạp con, em muốn trả số em cũng phải đạp con, em muốn thắng cũng phải đạp con ha. Và mình đạp con thì đạp như thế nào? Em đạp con lúc nào cũng phải đạp thẳng và đạp sát xuống luôn, đạp đụng sàn luôn. À, còn em đạp chút xíu như vậy cũng giống như em không đạp. Đạp con là phải đạp hết chu kỳ của nó ha, đạp đụng sàn luôn. Và nhả con thì nhả như thế nào? Nhả con phải nhả thật là chậm, à, nhả từ từ ra. Nếu em nhả nhanh nó sẽ tắt máy, nó không tắt máy thì cái xe nó cà giật ha. Và em nhớ mình chọn cái vị trí nào của bàn chân để mình đạp. Thiện mang dép mang giày gì anh không cần biết, nhưng em đạp con em chọn cái khu vực mu bàn chân, không đạp bằng ngón, không đạp bằng lòng. Em đạp bằng ngón em sẽ bị mỏi, em đạp bằng lòng em không có cảm giác. Chọn cái khu vực này là cái chỗ này là lực nhiều nhất ha. Rồi anh sẽ đạp con lại, mình đạp con là phải đạp sát vô luôn, nhả thì nhả thật là chậm ha. Bà Thiện thấy cái gót anh nâng lên luôn, anh không có đụng sàn tại vì chân anh nhỏ, có nghĩa là anh không bắt buộc gót em chạm sàn hoặc là gót em nâng lên, tùy em cảm thấy em nâng lên em có cảm giác nhất, hoặc là để em để dưới sàn em cảm giác nhất, em cứ áp dụng cách của em cứ thoải mái ha. Nhưng lúc nào cũng vậy, cái mu mình phải ngay cái pedal, đạp sát vô nhả thật là chậm ha. Anh đó là nói về cái con. Rồi vấn đề tới cái chân thắng, bình thường Thiện đi cái xe máy á, nếu giờ em mượn cái xe máy của bạn em mà bạn em nó quên, nó nói với em là xe tao mòn bố rồi Thiện ơi, mày chạy từ từ thôi, em chạy cho cố vô gần đụng tay mới thắng thì ăn uống gì nữa. Bây giờ mình lên xe mình phải thử cái thắng luôn để coi nó sâu hay nó cạn ha. Mình ra thắng thì lúc nào cũng vậy, xe máy của mình thắng là phải thắng từ từ chứ không ai đạp mạnh hết, lỡ sắp đụng mình mới đạp mạnh. Còn bình thường mình đều ra thắng từ từ vô hết ha, gần đụng mình mới đạp mạnh. Rồi bình thường Thiện đi xe máy ga em lên mạnh hay lên từ từ?
từ. À xe hơi mình cũng vậy. Tới cái chân ga phía trong nè, đệm ga mình cũng chỉ đệm từ từ vô thôi. Em sẽ nghe cái tiếng máy nó lên từ từ không? Nghe nó lên không? À, chứ không ai đập cái ào gì hết. Ha, đệm ra là phải đệm từ từ. Vậy Thiện so sánh giùm anh coi, cái cách đập côn và đập ga nó khác nhau hay là giống nhau? Khác nhau mà luôn. Đúng rồi, khác hoàn toàn. Đạp côn là đạp nhanh dứt khoát, đạp ga là đạp từ từ. Nhả côn là mình nhả từ từ ra, còn nhả ga là nhả nhanh. Người ta có cái câu là sao, côn ra thì ga vào. Có nghĩa là sao? Bây giờ anh giả sử như chút xíu nữa mình sẽ chạy nè. Thì bây giờ mình muốn vô số có đạp côn không? Có. À, anh đạp sát côn vô nè. Anh vô số xong nè, rồi muốn anh đi. Anh muốn đi thì anh nhả côn từ từ ra. À, nhả từ từ để sẽ đi không? Rồi bây giờ từ số 1 mình muốn qua số 2 mình có đạp con không? Đó. Đạp con vô để mình qua số 2. Vô số xong muốn đi mình lại tiếp tục nhả con từ từ ra. Hiểu không? Mình nhả từ từ ra hết chân con luôn thì khi đó mình mới đệm ga vô nó sẽ đi nhanh. Rồi từ số 2 mình muốn lên số 3 có đạp con không? Đó. Đạp con vô thì mình phải nhả cái chân ga lên. Rồi khi mình vô số xong mình lại nhả con từ từ ra hết để mình đệm ga vô. Em hiểu không? Có nghĩa là hai cái chân nó đối lập nhau chứ nó không giống nhau ha. Đó là về cái con với cái ga. Rồi anh sẽ nói tiếp. Rồi bây giờ tới phần khó tiếp là tới cái phần vấn đề cần số. Bất kể cái xe số sàn nào nó cũng sẽ hiển thị cái hình ở đây để cái người tài xế khi họ nhìn vô họ phải biết sử dụng nó như thế nào. Thiện thấy số 1 3 nằm ở trên không? Số 2, số 4 và R đó là tượng trưng cho số ge nằm ở dưới. Thì cái đường cắt ngang ở giữa này sẽ là tượng trưng cho cái đường số 0. Và khi cái cần số mình nằm trên cái đường số 0 mà không có lực tác động vô nó thì mặc định nó sẽ nằm ngay cái tâm giữa 3 và 4. Không bao giờ có một cái xe nào cần số nằm ở giữa 1, 2. Cũng không bao giờ có một cái xe nào cần số mình nằm ở giữa số 5 và số 3. Vậy anh hỏi Thiện đơn giản nè, cần số mình đang nằm ngay cái tâm giữa 3 và 4. Theo em vô số 1 mình làm sao? Mình đẩy qua đây là... Đúng rồi, mình đi theo cái hình là đưa qua trái và đẩy lên. Giả sử số 1 mình lên mình chạy cái xe khác, số 1 mình nằm ở vị trí dưới này thì mình làm sao? Đẩy vô trái rồi đẩy xuống. Đúng rồi, có nghĩa là mình nhìn mình phải hiểu nó, em hiểu không? Ha, rồi anh sẽ làm thử nè. Giờ muốn vô số 1 đặt con ép qua trái đẩy lên. Rồi, bây giờ muốn đi thì mình làm sao? Đẩy con từ từ ra. Đúng rồi, nhả con từ từ ra hết, đệm ga vô. Rồi từ số 1 mình muốn qua số 2 có đạp con không? Có luôn. Rồi anh sẽ đạp con vô. 1 qua 2 sao đây? Kéo xuống. Kéo xuống. Nhưng Thiện nhớ chỗ này mình phải ép hết bên trái. Tại vì 1 và 2 là một đường thẳng, nó nằm phía bên trái so với cái tâm ban đầu. Thì anh ép hết qua trái luôn. Kéo nhẹ về một nấc. Tới chưa? Chưa. Một nấc là nó mới tới ở giữa 1, 2 thôi. Thêm một nấc nữa mới tới số 2. À. Rồi mình vô số 2 xong mình muốn đi thì mình làm sao? Nhả con từ từ ra hết, đệm ga vô. Rồi từ số 2 mình muốn lên số 3 có đạp con không? Có. Đạp con vô. Rồi 2 lên 3 làm sao, chỉ giùm anh. Đẩy lên. Đẩy lên. Làm sao nữa? Đẩy lên phải rồi đẩy được lại. Đẩy lên rồi đưa qua phải. Rồi đẩy lên. Không, qua giữa thôi. Qua giữa thôi. Đó, cái chỗ này anh muốn nhấn mạnh nè. Một số bạn cứ đẩy lên, đưa qua phải rồi đẩy lên. Cuối cùng vô lộn số 5 ha. Từ số 2 em muốn lên số 3 như thế nào? Rất đơn giản, em đẩy nhẹ lên cái hàng không nè. Em buông tay ra thì mặc định cái cần số nó sẽ trả về cái tâm. Rồi từ tâm mình chỉ cần đẩy thẳng lên 3 thôi. Thì hiểu không? Rồi 3 xuống 4 làm sao em? Mình đặt cái côn vô. Rồi. Đẩy xuống. Rồi. Rồi đẩy xuống lại. Đúng rồi, 4 về 2 làm sao Thiện? Đẩy lên lại. Sau đó quay trái lại kéo xuống thôi. 2 lên 3. Mình đẩy lên lại. Sau đó khả khả nha, cho đẩy lên rồi. Đúng rồi, tốt lắm em. 3 về 1. Khả xuống. Nó quậy trái rồi đẩy lên. 1 qua 3. Đẩy xuống. Sau đó thả lại. Rồi buông đẩy lên thôi. 3 về 2. Kéo xuống thôi. Rồi để qua trái rồi kéo xuống. 2 về 1. Khả đẩy lên thôi. Đẩy lên thôi. Đúng rồi, nhưng với điều kiện em phải ép bên trái. Hiểu không? Em phải vừa ép vừa đẩy ha. Em bên trái đẩy lên một nấc, lên thêm nấc nữa. 1 qua 4. Mình đẩy xuống. Sao nó thả ra, rồi kéo xuống. 4 lên 5. Mình đẩy lên, rồi quen kéo vào phải rồi đẩy lên. 5 về 3. Mình đẩy xuống. Thả ra giữa rồi đẩy lên 3 lại. 3 về 1. Mình đẩy xuống. Kéo qua bên trái rồi đẩy lên. 1 qua ve. Mình đẩy xuống. Thả
phải rồi mà kéo xuống, kéo ngoài ngoài khung bên phải rồi mà em xuống. Đúng rồi, em hiểu không? Bởi vì khi em nắm được cái khung số, thật sự mình đã hiểu nó thì mình vô số rất là dễ, thì hiểu không? Ha. Rồi, anh sẽ nói tiếp về cái phần những cái nút phía bên trái cánh cửa của người tài xế. Những cái này á, anh cũng không nói nhiều, chỉ nói sơ thôi. Đừng quên cái chỗ nào cứ lên clip coi ha. Thì em thấy nè, bốn cái nút này là tượng trưng cho bốn cái cửa sổ của mình. Mình muốn xuống thì bấm nó xuống, và muốn nó lên thì móc ngược nó lên. Còn đây cái hình ổ khóa đang mở, ổ khóa mở, ổ khóa lóc, là cái đó là lóc cửa đó. Giống như lên xe, có một số xe nó sẽ tự lóc, nhưng có một số xe thì người tài xế phải bấm nút lóc ha. Bấm nút cho nó lóc cửa lại, để cho con nít nó đừng có lên nó phá, hiểu không? Đây là cái nút mở ha. Rồi đây là cái nút lóc mà lóc cửa sổ, có nghĩa là bấm cái nút này xuống thì những cái xe, những cái vị trí kia không có bấm cửa sổ hạ được, hiểu không? Rồi cái quan trọng nhất đây là cái phần chỉnh gương. Em thấy cái nút nào, cái phần chỉnh gương tất cả các loại xe luôn, nó đều nằm ngay cái đầu gối bên trái người tài xế, không có xe nào nằm bên đầu gối bên phải hết á. Thì nhớ ha, nhìn cái nút nào mà có chữ LR là left right á, là kiến trái kiến phải, biết nó là cái nút chỉnh gương đó. Tưởng chừng những cái này rất đơn giản, nhưng ngày thi nếu em không biết chỉnh gương để quan sát được hai cái kiến thì em không về được. Nhớ ha, những cái này rất đơn giản nha, nhưng chịu khó về coi clip kỹ lại giùm anh ha. Rồi tới cái phần chỉnh ghế, thì cái vị trí ghế ngồi của người tài xế căn bản như thế nào? Mình lên xe vị trí ngồi mỗi người mỗi khác nhau, có người cao, người lùn, người mập, người ốm, cái vị trí như thế nào là căn bản. Lên xe mình phải thử đạp cái chân con trước, mình đạp sát con vô ha, đạp đụng sàn luôn, thì chân mình nó vẫn phải còn một cái độ cong thoải mái, đầu gối mình không có đụng lên tóc lô phía trước ha. Đó là vị trí chân con. Xong tới bắt đầu cái vị trí lưng mình thì như thế nào? Lưng em dựa hết vào thành ghế nè, đầu em dựa vào gối. Cũng tưởng chừng cái gối này rất đơn giản, nhưng sau này có chuyện gì tai nạn là nó đỡ cái cổ cho em đó, hiểu không? Khi mà có xe ủi đít mình là cái người mình nó gặt ngược như vậy nè, thì hiểu anh không? Là cái đầu mình nó đỡ lại nè ha. Lưng dựa vào thành ghế, đầu dựa vào gối, hai tay em đưa thẳng ra, cổ tay em phải gác lên được cái điểm cao nhất của vô lăng ha. Đó là vị trí căn bản của người ngồi. Cái phần chỉnh ghế như thế nào? Em nhớ phần chỉnh ghế của mình, những cái nút chỉnh ghế không bao giờ nằm bên phải này, nó sẽ nằm phía bên trái ở ngoài cửa hoặc là dưới gầm. Đây, cái ghế này chạy tới chạy lui thì ở dưới gầm chân em nó sẽ có một cái cây sắt. Một tay em nắm vô vô lăng nè, một tay em kéo cây sắt ở dưới gầm chân em lên, là cái ghế nó sẽ tụt tới được luôn. Thì mình cái vị trí nào phù hợp với mình buông cái tay ra, nó sẽ cài lại vị trí đó ha. Còn cái phần chỉnh ghế phía bên ngoài này, rồi chị em bước xuống xe qua đây luôn để em chỉ. Cái ngã ghế luôn. Lúc nào mình muốn chỉnh cho nó em, cứ nghiêng người lên trước đi. Em kéo cái cần gạt này lên thì cái ghế nó sẽ cúp dựa vào lưng nha. Và em ngã ra giữ luôn nha. Em ngã ra tới cái vị trí nào hợp lý với em rồi thì em thả nó xuống lại, nó sẽ dài lại ha. Còn cái cần phía trước này là cái cần bơm, có nghĩa là bơm ghế cao lên hay thấp xuống, giống như giờ anh hạ cho nó thấp xuống nè. Em thấy cái ghế nó thấp xuống không? Thì thấy không, nó đang đi xuống thấy không? À, bây giờ mình muốn nó cao lên lại, mình bơm cho nó lên lại. Thấy không? Tùy vị trí mỗi người ha, sẽ có người mập người ốm ha. Lên xe cứ chỉnh ghế trước nha. Rồi lên xe là thế. Thử cái chân con xong rồi bắt đầu lưng dựa hết vào ghế chưa? Rồi, hai tay đưa thẳng ra, cổ tay em có gác lên được điểm cao nhất của vô lăng chưa? Đưa thẳng ra, thẳng tay ra luôn, cổ tay em gác lên được chưa? Có chòm không? Không chòm đúng không? Đó là vị trí căn bản hợp lý rồi ha. Rồi xong, bây giờ mình tập cái đánh lái trước. Hai tay để 9:15. Rồi giả sử lái qua phải thì hai tay xoay đều. Không, mình chỉ vuốt hờ thôi, hai tay xoay đều. Tay phải cấn bụng, chụp lên. Đúng rồi, tiếp tục dùm anh. Cứ lái đều tay. Hai tay nhớ lúc nào cũng đối diện nhau chứ không gần nhau. Đúng rồi, lái liên tục như vậy dùm anh 1-2 phút. Đúng rồi, cái tay này vuốt theo cái vành lại luôn thiệt. Vuốt theo vành. Đúng rồi, lái liên tục dùm anh 1-2 phút. Tay kia vẫn chuyển động. Đúng rồi, bên trái nó sẽ hơi sượng sượng, đúng không? Nhưng từ từ em sẽ quen, tay này vuốt theo cái vành luôn, tay trái bỏ lên. Đúng rồi, tiếp tục dùm anh. Từ từ nó sẽ quen. Hai tay đối diện nhau chứ không gần nhau. Thì cũng phải tập là như vậy đó. Bên trái. Đúng rồi, tốt lắm em. Rồi, ngưng chút xíu làm tiếp. Giờ tới cái xi nhan nè, xi nhan trái đâu? Cầm như vậy, đá ngón giữa thôi ha. Trả lại, phải, trả, phải, trái, trả, trái, phải, trả, phải, trái, trả, trái, trả, trái, phải, trả, phải,
trả. Rồi anh nói tiếp, cái xi nhan nó rất đơn giản nhưng nó rất nguy hiểm. Bây giờ anh giả sử là em đang chạy xuống cuối đường, em muốn quẹo phải mà em mở lộn xi nhan bên trái, có phải tất cả xe phía sau nó sẽ thấy em xi nhan trái, nó lấy qua phải nó đi, cuối cùng cái xi nhan hại mình luôn. Bởi vì không được lộn xi nhan ha. Rồi đá đèn giùm anh coi, bốn ngón tay chụm lại, kéo cạch cạch về lòng bàn tay. Đúng rồi, làm nhiều lần cho nó quen, để cho cái tay mình nó dẻo á. Tại vì từ xưa giờ mình không có làm những cái động tác này, em hiểu không? Đúng rồi, kéo. Đúng rồi, nhớ phải làm cho nó đúng thao tác. Rồi qua đây nè thầy. Trời, không, cứ ngồi đó. Rồi bây giờ tới phần chân con nha. Nhanh dứt khoát, nhưng nhả thật là chậm. Đúng rồi, dùng sức chịu lại như vậy đó. Em nhớ cái bidan mà nó giống như có một cái lò xo chậm. Bây giờ em lấy cái bàn tay em đè cái lò xo lại. Nếu em không dùng sức em chịu lại, không phải cái lò xo nó bung lên ha. Cái bidan chân con mình nó cũng như vậy. Đạp vô đi em. Đạp thì đạp nhanh dứt khoát. Đạp thì nhanh dứt khoát. Nhả thật là chậm. Nhớ đạp là phải đạp đụng sàn luôn, là mới là đạp hết con. Nhả từ từ lên thắng được. Tiếp tục nhiều lần nhiều lần. Đúng rồi. Mình là một người kỹ tính á, thì anh đã nói rồi, lên xe là phải đạp thử, rà thử cái chân thắng để coi nó sâu hay cạn. Lên cái xe máy cũng vậy nữa. Rồi bây giờ rà thử cái chân thắng giùm anh coi nó sâu hay cạn. Sâu à, sâu lắm không? Anh thấy nó không sâu lắm đâu, nó cạn hơn chân coi nhiều. Không cạn à. Không, tại vì cái thắng xe hơi chứ mình rà nhiều cho nó ăn này ha. Có nghĩa là sao, em lên em phải rà thử coi nó sâu hay cạn, để chi, để lúc chút nữa mình chạy mình mới có cảm giác với cái thắng. Em lỡ giống như nói đơn giản xe này hết bố đi, em chạy tới ngã tư em rà thắng lại nó ăn uống gì nữa đâu, đụng người ta không, hiểu không? Mình phải rà vô cho nó quen cái chân của mình ha. Rồi ngưng tới cái chân ga. Đệm ga thì đệm mạnh hay là đệm từ từ? Đệm ga đệm mạnh là chết cha. Nhớ đệm ga là đệm từ từ, giống như cái xe máy mình lên ga cũng phải lên từ từ ha. Đệm từ từ vô nhả ra coi. Cái xe hơi mình nó rất là nhạy, bây giờ đệm ga phải đệm nhẹ nhẹ ha. Rồi bây giờ tới hai chân, từ từ giờ tập hai chân nè, đạp con vô đi thầy. Nhả con từ từ ra, nhả từ từ ra hết chân con luôn thì mới được đệm ga từ từ vô. Nhớ là hết chân con mới đệm ga từ từ vô. Rồi bây giờ đạp con vô thì dở cái chân ga lên. Đúng rồi, lại nhả con từ từ ra hết chân con luôn thì mới đệm ga từ từ vô, không có gấp, từ từ nó sẽ quen. Ok, ngưng. Bây giờ mình sẽ tập hai cái chân mình với lại cái số luôn, giống như lát nữa em sẽ lái ha. Rồi giờ muốn vô số 1 làm gì? Rồi số 2. Đúng rồi, tốt lắm, đi. Số 3. Tốt, đi. Quan trọng nhất là mình phải nhớ đạp con. Số 4. Đi, đó mình kéo nó hơi mạnh, nó qua luôn ha. Anh muốn em kéo nhẹ để cảm giác được cái ngấn đó. Số 2. Đúng rồi, đi. Hồi nãy mình đẩy hơi mạnh, nó mới hơi lên chút. Số 3. Tốt, đi. Số 1. Đúng rồi, tốt. Mình đẩy qua hết, ép hết rồi. Số 5. Nắm được cái khung số, em chả cần nhìn nó luôn, trong đầu em cũng hình dung được là mình sẽ vô như thế nào rồi ha. Bây giờ Thiện ngồi tại chỗ, Thiện đánh lái qua phải giùm, qua phải giùm anh 1-2 phút, qua trái 1-2 phút, xong nhẩm xi nhan 1-2 phút, xong rồi nhẩm cái số 1-2-3-5-4-1-3-2-1-5-4-3 gì đó. Hai chân mình vẫn nhấp nhả thật đều, nhưng lần này em tập tuyệt đối không nhìn xuống nữa,
Tại vì 10 phút nữa mình sẽ chạy và thiện nếu em nhìn xuống dưới ở trên nó đụng mục tiêu rồi. Cứ nhìn thẳng lên phía trước mình vô lộn thì mình vô lại ha. 10 phút nữa mình sẽ chạy. Rồi, nhắm giùm anh đi. Bạn nóng lắm rồi phải không? Giờ cái giây phút mình chuẩn bị lái nè, đang chờ nãy giờ đúng không? Thì cũng biết ha, những cái căn bản này tại sao anh phải cho em tập lâu. Giống như một cái nhà em xây vậy đó. Cái móng em chắc thì em đổ lên bao nhiêu tấm cũng được, đúng không? Còn cái móng mình nếu mình lên được chút xíu là nó sập rồi, chịu khó căn bản cho nó cứng ha. Tại vì lái xe không phải là an toàn cho mình, không phải an toàn cho người đi đường nữa, nó rất là nguy hiểm, mình làm thao tác mình không có được sơ suất ha. Rồi bây giờ trước khi đề máy lên em phải kiểm tra nó là số 0 hay chưa? Chưa. À, bây giờ nè, mình không biết nó là số 0, em thấy có phải là 135 nằm trên không? Mình cứ đẩy đại thẳng lên đi, chắc chắn nó sẽ nằm ngay 135 này, kéo nhẹ dàng đó thì đó là số 0 ha. Rồi đạp con vô đề máy lên giùm anh là thiện. Đạp con vô, ấn cái nút star nè, cái nút đây, ấn vô giữ luôn, mở ra bấm vô lại, bấm vô lại, mở ra bấm vô lại, bấm vô lại. Rồi, rồi cách nào để mình nhận biết máy nó nổ hay chưa? Nếu máy nó chưa nổ thì cái kim trên đồng hồ em nè, em nhìn nè, kim bên trái em thấy cái số 1, 2, 3, 4, 5 đó là kim đồng hồ tua máy. Còn 20, 40, 60 đó là kim công tơ mát ha. Thì cái đồng hồ tua máy cái kim nó nếu nằm trên số 0 là máy nó đang nổ. Còn nếu nó dưới số 0 thì nó sẽ là đang tắt máy. Hiểu không? Trời đề lên lại giùm anh coi. Ừ. Rồi. Rồi, bây giờ trước khi mình đi kéo kiến cửa lên giùm anh coi. Đúng rồi. Kéo lên hết 4 cửa rồi. Sao? Mình lúc bấm hai cái thôi. Được em. Rồi, xong bây giờ trước khi mình đi thì mình mở máy lạnh ha. Cái vấn đề máy lạnh anh chỉ nói sơ thôi. Em thấy cái chỗ nào số 1, 2, 3, 4 đó là về cái chế độ quạt. Mở lên trước đi, cho cái quạt nó quạt trước đã. Đó, anh thấy lên chưa ha. Rồi vấn đề lạnh hay không là tính tiếp. Em thấy nè, từ từ nó sẽ lên nó lạnh. Anh thấy lạnh chưa? Rất là nhiều bạn mới lên xe, mới mua xe về điện cho anh hỏi anh Phước ơi sao em mở quạt nó lên rồi mà sao xe nó không lạnh. Đơn giản để chữ AC. Nếu anh tắt cái AC đi, em cảm giác đi, từ từ nó sẽ mất lạnh và nó chỉ còn gió thôi. Có nghĩa là AC là cái chế độ hoạt động lạnh á ha. Từ từ thấy nó gió không không? Em hiểu không? Đó là do mấy bạn không để ý cái nút AC này nó hoạt động chưa ha. Rồi AC nó hoạt động mới được nha. Còn em thấy nè, cái màu xanh này là gọi là lạnh nhiều, lạnh ít đó ha, tốc độ lạnh. Màu đỏ này là tốc độ nóng ha, hiểu không? Cái này những cái này đơn giản lắm, em chỉ cần coi clip có anh hướng dẫn á, coi kỹ lên, chứ những cái này mất thời gian rất là nhiều nha. Rồi bây giờ trước khi Thiện đi, em nhìn trên tắp lô này không còn một cái đèn nào nữa thì em mới được đi. Cái đèn hình dấu chấm cảm đó em biết là đèn gì không? Rồi xả banh tay xuống cho anh. Rồi bây giờ trước khi đi thì đeo dây an toàn vào. Đúng rồi, đang làm đúng đó em. Cái dây này nó giữ cái ngực mình lại, đúng không? Kéo cùng dây, cái tay trái mình nắm kéo dây xuống nữa. Rồi, gài vào chốt. Cài chưa dính. Đúng rồi. Rồi nói tiếp nè, nếu cửa nó hở nó có báo cho em không? Có. Thiện hiểu không? Có nghĩa là cái xe mình nó còn đèn là nó còn vấn đề, mình phải kiểm tra lại. Kiểm tra bây giờ cái cửa nào nó hở, nếu em không để ý em chạy là cái cửa này nó bung ra, xe máy lên mình chết người ta nha. Có thể nó không hở cửa này, nó hở cửa sau rồi sao, đúng không? Mình thấy còn đèn là còn vấn đề ha. Rồi hôm nay là buổi đầu tiên và đây cũng là cái giây phút đầu tiên em ngồi em trải nghiệm. Đừng sử dụng tới chân ga, tập trước giùm anh cái côn và cái số thôi. Rồi đặt côn vô số 1 giùm anh đi Thiện. Rồi để tay lên vô lăng 9:15. Nhả con thật là chậm, lấy về phần đường bên phải của mình. Rồi lái về bên phải đi em, phần đường của mình. Đường thực tế ở Việt Nam của mình đó là mình đi phần đường bên phải, hiểu không? Còn bên trái là của xe ngược chiều xuống ha. Bám vô giữa đường lại thì đúng rồi, từ từ là anh nói. Cầm cái tay lại 9:15 đi em. Rồi anh muốn Thiện đi một con đường thẳng vậy thôi, đi thẳng xuống cuối đường mới quẹo phải. Giờ cái đầu mình nó hơi xỉa qua trái thì phải làm sao? Lái về bên phải nhẹ chút, nắm vô lái chứ không có bút nữa. Bây giờ là mình đã nắm vô mình lái ha. Đúng rồi.
giờ nó hơi đi vô phải thì phải làm sao. Đúng rồi, thấy nó thẳng thì phải trả thẳng lái, chứ mình thấy nó thẳng mình không trả thẳng lái là nó cứ méo hoài. Nó lên ngã ba đó anh muốn em quẹo phải. Từ xa tới những cái chỗ quẹo thì mình phải làm gì? Đúng rồi, cái quan trọng nhất là phải mở đèn và không được mở lộn nha. Cứ đi thẳng tới cua quẹo thì mình ôm theo cái lề đường mình lái. Cái cua nó cần nhiều mình lái nhiều, cần ít mình lái ít. Lái nhiều ít là do con đường. Đừng lo về gì hết, có anh ở cái bên không phải lo ha. Đúng rồi, lái chồng tay đi em. Lái nhiều lên thì nhiều lên. Rồi giữ đó, chờ nó thẳng xe là trả lái. Trả lái liền, trả nữa em. Đúng rồi, cầm lại 9:15. Lấy qua phải chút xíu, nó hơi xỉu qua trái ha. Lên đây quẹo phải tiếp, cầm cái tay rộng ra 9:15. Xi nhanh phải đâu. Lấy cái đầu qua phải chứ. Chưa, tới cua rồi mới lái. Rồi, lái tròn tay, nhiều thiện lái nhiều. Đủ rồi, nhìn đường mình lái ha. Chờ nó thẳng nè, trả lái liền, trả nữa. Cứ canh đầu xe từ từ em sẽ quen. Quẹo trái xi nhanh đâu. Nhớ quẹo phải là ôm theo lề đường, còn quẹo trái là lên gần tới giữa đường mới lái. Gần tới giữa đường thôi. Đúng rồi, lái. Đủ rồi. Em thấy cái đầu xe mình nó đang di chuyển về lên đường của mình không? Chờ nó thẳng nè, trả lái. Trả nữa. Em trả không đủ nó xỉa. Thấy không? Mình thấy nó thẳng xe là mình phải trả lại cho nó đủ liền. Cứ đi thẳng tiếp. Cuối đường quẹo phải. Thấy nó méo thì chỉnh nha. Khi nào thấy xe nó thẳng thì phải trả cho nó thẳng. Xe mình đi trên đường lúc nào cái hông xe, cái thân xe bên trái mình cũng phải sát cái tim đường hết. Nếu nó là cái tim đường là con lương thì mình phải đi sát vô lương ha. Em cứ đi bám sát nó hết mức có thể, miễn làm sao giữa ngực của em không có đè lên tim đường là em không có lấn. Hiểu không? Rồi cuối đường quẹo trái. Đơn giản cái cua quẹo cũng giống như em đi mượn tiền vậy đó. Em mượn người ta 10.000 thì em phải trả 10.000 chứ, đúng không? Giống như ở đây em lái nhiều thì em phải trả nhiều, em lái ít là em phải trả ít. Tùy con đường mình lái, mà lái thì phải trả cho nó đủ ha. Đúng rồi, tốt lắm. Hồi nãy trường hợp nãy là mình lái hơi nhiều, đúng không? Lấy ra ngoài chút, trả lái thẳng lại. Rồi, đạp con vô số 2 là thiện. Đúng rồi, nhả con thật là chậm đi. Đúng rồi, tốt lắm. Em thấy khi mình tăng số lên, vận tốc nó sẽ tăng lên chưa? Ha. Đây là mình chưa có đạp ga đó nha. Mình chỉ tập đi cái chớn trước thôi đó. Cuối đường quẹo trái. Bây giờ mình sẽ tập thêm cái động tác là tới cua là anh phải đạp con vô. Hiểu không? Ừ. Đúng rồi, nhớ tới cua là phải đạp con vô. Đó, giống từ xa nè. Chút xíu rồi. Rồi đạp con vô. Chờ xe mình gần tới giữa đường mình mới lái. Đúng rồi, lái tròn tay đi thiện. Rồi giữ đó. Giờ thấy xe nó chậm nè, dở con nhẹ từ từ cho nó đi. Chờ xe nó thẳng nè, trả lái. Trả lái nữa em, trả nữa. Cái này lúc này em đang nghĩ tới cái chân đúng không? À, nghĩ cái chân thì cái tay mình cũng phải lái. Quẹo trái nè em. Đạp con vô. Nhìn đường lái, tròn tay. Giữ đó. Rồi thấy xe chậm thì sao? Dở con từ từ. Chờ nó thẳng lái nè, trả. Trả lái nữa. À, lúc đó mình đang nghĩ cái chân mình từ từ, nhưng cái xe mình nó thẳng rồi thì mình phải trả. Hiểu không? Tay chân mình là nó riêng biệt ha. Cái chân mình lúc nào cũng từ từ, nhưng cái tay sẽ có lúc nhanh lúc chậm. Còn cái chân lúc nào cũng phải chậm. Cuối đường quẹo trái. Tự lập. Đúng rồi. Nhìn đường. Đủ rồi, giữ đó. Nhả con từ từ nè. Còn tay mình canh nó thẳng xe là trả lái. Trả. Đúng rồi.
quẹo trái làm gì? Đúng rồi, tốt lắm, giữ đó, nhả con từ từ, tay trả, tốt lắm, cuối đường quẹo trái tiếp. Tại sao tới cua mình phải đặt con? Lỡ trong cái cua đó có người băng ra những cái vấn đề gì nguy hiểm mình thắng được, em hiểu không? Còn nếu em không đặt con mà em thắng thì nó sẽ chết máy. Quẹo trái, nhìn đường lái, coi coi lái bao nhiêu là đủ, thẳng chưa? Dạ, đúng rồi đó. Lái xe không những là phải vô số đúng làm đúng mà cái xe mình lái nó phải đẹp nữa. Quẹo trái, ôm cái cua thì người bên ngoài nhìn cái xe mình nó ôm cái cua phải đẹp. Xe chậm thì sao? Nhả từ từ. Đúng rồi, tốt lắm. Đúng rồi, bám ra trên đường lại ha. Lên ngã ba này quẹo phải. Làm gì? Xe chậm thì sao? Đúng rồi, chờ nó thẳng trả. À, không trả lái thấy nó xỉa không? Nó thẳng là mình phải trả ha. Ừ, cuối đường quẹo phải. Xíu anh sẽ cho ra hồng phẩm luôn. Đa số những bạn anh dạy thì buổi đầu đã đi ra những cái đường đông luôn rồi ha. Cứ thoải mái mà tập, đừng có để em là người quay lại đây rồi. Thanh niên quẹo trái thì đúng rồi, tốt lắm, em biết liếc gương rất là tốt buổi đầu.
thấy như sao? Không dễ. Không dễ chút nào đâu hả? Chút xíu em sẽ thấy dễ hơn nữa ha. Thực sự buổi đầu tiên làm với em là tương đối là cũng tốt, chứ không phải là không tốt ha. Tương đối là tốt. Chỉ còn khuyết điểm của mình là khi thẳng xe mình chưa phân biệt được giữa tay và chân, mình hơi bị rối chút xíu là thẳng xe. Tại vì mình lo suy nghĩ cái chân nhả từ từ, đâm ra cái tay mình nó chả chậm, không? Tay chân mình nó phải riêng biệt ha. Rồi, anh sẽ nói về cái gì để buổi sau mình học nữa. Anh sẽ chỉ sơ em về cái vấn đề xe luôn. Thì anh hỏi thiện nè, khi em chạy tới em muốn quẹo phải, em đánh lái về bên nào? Phải. Đúng rồi. Em chạy tới em muốn quẹo trái thì em lái bên nào? Đúng rồi. Bây giờ lái xe nó có cái nguyên lý là như thế nào? Rất là đơn giản. Ta muốn đầu xe và đuôi xe đi về hướng nào thì ta cứ lái về hướng đó. Có nghĩa là em chạy tới em muốn cái đầu quẹo phải thì em lái phải. Em chạy tới em muốn cái đầu quẹo trái thì em lái trái ha. Khi bây giờ em ve cũng vậy. Em muốn ve cái đuôi xe qua bên phải thì em cứ lái bên phải. Em muốn ve cái đuôi xe qua bên trái thì em cứ lái trái. Bây giờ Thiện nhìn gương có thấy cái lề đường không? Thấy. Theo em đoán thì cái hông xe mình nó đang cắt lề đường khoảng bao nhiêu? Nhìn vô kính hậu thử. Tầm bao nhiêu? Đúng rồi, cái này đang hở lề đường sẽ tầm 1.5 m ha. Anh sẽ mở cửa để cho Thiện nhìn thử cho nó chính xác hơn. Đây, em nhìn cho mình đang hở lề khoảng 1 m tới 1.5 m. Đúng không? Bây giờ anh muốn Thiện ve cái xe mình sát vô lề và song song với lề. Em chỉ được hở lề chừng 2 tấc. 2 tấc là chừng gang tay mình thôi á. Theo Thiện mình sẽ lái về bên nào? Đúng rồi. Tại vì cái lề đường bên phải thì mình phải lái về bên phải ha. Rồi, bây giờ đặt con vô số ve giùm anh coi. Đúng rồi, hồi nãy là vô lộn số 4 đó ha. Rồi, nhớ là ve xe là không có xài ga. Mình ve xe chỉ đi bằng chân con ha. Rồi, nhả con lên thật là chậm. Bây giờ em lái về bên phải 1/4 chùm giùm anh coi. 1/4 vòng thôi. Đây nè, vậy là 1/4. Rồi, bây giờ Thiện dở con nhẹ từ từ lên. Đi thật là chậm. Chậm chậm coi, thấy nó nhanh đạp con vô. Không xài thắng, đi bằng con thôi. Rồi, em thấy em đạp con nó chậm lại không? Cứ giữ yên như vậy. Em thấy giờ có phải cái đuôi xe mà nó đang đi vô lề không? Đúng rồi. Bây giờ em cứ để yên như vậy. Khi nào cái tay cầm cửa sau em chạm vào mí lề đường thì em nói cho anh nghe. Tay cầm cửa sau chạm mí chưa? Chưa. Đúng rồi, cứ đi vô thật là chậm ha. Cứ ve đi Thiện. Khi nào thấy tay cầm cửa sau chạm mí lề đường thì nói anh nghe. Chậm chậm, thấy nó nhanh đạp con vô. Chạm mí chưa? Rồi, chạm mí rồi thì mình chả lái thẳng lại. Chả lái thẳng lại. Đúng rồi. Xong rồi bây giờ em ghe chậm chậm tiếp. Khi nào thấy tay cầm cửa trước chậm mí thì nói anh nghe. Chậm chậm thôi, đạp con vô chậm đi Thiện. Tay cầm chậm mí chưa? Rồi, em móc ra ngoài lại 1/4 vòng coi. Đủ rồi. Bây giờ em dở con từ từ. Có phải cái đuôi xe nó sẽ cong ra ngoài lại không? Đúng không? Nó đang cong ra ngoài lại ha. Bây giờ chỉ cần đơn giản là Thiện chờ cái thân xe mình nó song song với lề đường. Chậm chậm thôi. Song song với lề đường chưa? Rồi, chả lái thẳng. Rồi, anh sẽ nói tiếp nè, đặt con vô giùm anh ha. Bây giờ anh sẽ mở cửa để Thiện nhìn thử nè. Có phải em đang hở lề, sát lề, chỉ hở lề 2 tấc đổ lại không? Đúng không ha? Rồi, anh sẽ nói tiếp nè. Em thấy ông nói rất đơn giản. Và em chỉ cần nắm được cái nguyên lý là em làm được cái việc này. Bây giờ anh muốn Thiện ve xe lúc nào cũng sát lề song song lề như vậy. Ve tới cái gốc cây cuối cùng luôn. Rồi, nha. Lúc nào xe cũng phải sát lề song song lề như vậy. Ve tới cái gốc cây cuối cùng giùm anh luôn ha. Đúng rồi, nó méo nó thẳng như thế nào thì tự mình chỉnh sửa. Nhớ là nhanh chậm là do cái chân con, chậm chậm thôi. Đúng rồi, cảm thấy nó thẳng rồi thì mình cứ giữ thẳng mình ve. Ve tiếp. Khi nào nó méo đâu thì mình mới chỉnh. Chậm chậm, chậm chậm. Ve xe phải ve thật là chậm. Đúng rồi, cứ ve tiếp. Mình thấy thẳng, cứ giữ thẳng lái mình ve. Ve tới cái gốc cây cuối cùng luôn. Chậm chậm. Đúng rồi, giờ cái đuôi mình nó hơi làm sao? Chậm chậm. Nó hơi đi ra thì mình phải làm sao? Đúng rồi, chỉnh nhẹ cho nó vô lại. Quan trọng là khi song song mình phải trả lại thẳng. Chậm chậm thôi.
song song chưa? Trả thẳng, về tiếp. Em thấy không, cái lề đường nó không có thẳng hoài, chậm chậm, nó sẽ có chỗ cong chỗ quẹo tùy theo đó mình về. Sát lời, song song lời, hở lời một gian tay. Chậm chậm, đúng rồi, thấy tay cầm cửa sau vừa chạm mí thì trả lấy thẳng. Chậm chậm thôi. Đúng rồi, để thẳng rồi, để thẳng vô thôi thiện. Đúng rồi, chậm chậm với hơi nhanh đó. Song song chưa? Chưa. Đúng rồi, song song rồi nhưng mà nó hơi xa lời, cho nó vô lại một chút. Ve yeah, thật là chậm. Nhanh hay chậm là do cái chân con của mình đó. Chậm chậm đạp con vô. Bây giờ cái đuôi xe nó hơi sao? Đổ quá. Nó xỉa vô lại không? Vậy giờ mình phải làm sao? Leo. Không, nó chưa leo đâu. Bây giờ mình sẽ móc cái đuôi mình ra bên nào? Trái. Móc đi em. Đúng rồi, dở con nhẹ ra, móc thêm một chút nữa thiện. Thấy nó ra lại liền không? À, mình thấy nó xỉ vô phải biến móc ra liền, song song chưa? Rồi. Chả. Rồi, ve thẳng tiếp, em hiểu không? Còn khi nào nó sát quá hơn nữa thì mình buộc phải chạy tới. Yeah. Chậm chậm, ve chậm chậm, mình cảm nhận, phân tích, đặt câu hỏi mình sẽ lái về bên nào. Giờ cái đuôi nó như thế nào? Đúng rồi đó, đặt câu hỏi mình làm, mình giải. Xong xong chưa? Đúng rồi, chậm chậm thôi. Chậm chậm, chậm chậm. Nhớ ve xe phải ve thật là chậm. Đúng rồi, ve tiếp. Xong xong chưa? Xong xong chưa? Rồi. Đúng rồi. Giờ cái đuôi nó hơi sao? Chưa đều. Đúng rồi, chưa đều, giờ mình phải đưa đuôi ở đâu? Đúng rồi đó. Chậm chậm. Xong xong chưa? Rồi. Đúng rồi, rồi, đạp con ra thẳng lại, trả về số 0 rồi anh mới tiếp nè. Rồi, em thấy ha, cái bài ve cũng rất là đơn giản. Buổi sau mình sẽ tập bài này ha. Hôm nay buổi đầu rất là tốt, bây giờ anh sẽ cho Thiện đi ngoài đường thực tế. Và em nhớ về nhà rảnh rỗi nhẩm nhiều vô giùm anh. Nhẩm bằng cách nào? Giống như về nhà em không làm gì ngại, em bỏ ra 10 phút 15 phút rồi bác. Nhẩm là mình tưởng tượng như mình đang lái vậy. À, muốn vô số 1 sao? Đạp con nhé, trái đẩy lên. Vô số xong mình muốn đi thì sao? Nhả con từ từ ra. Rồi mình chuyển số như thế nào mình nhẩm ha. Nhẩm chạy tới xong mình nhẩm chạy ve. Giờ mình muốn xét lại bên nào mình lái thì sao ha. Tại vì cái thời lượng giờ á nó không có nhiều lắm. Ai cũng có một cái thời lượng đó thôi. Nên tụi em rảnh rỗi về nhà phải nhẩm nhiều vô để lỡ có quên không có quên nhiều. Hoặc là cách đánh lái thì sao mình tưởng tượng lấy cái thao hay cái gì đó mình quên, giống như tập thái cực quyền vậy đó cho nó quen, đúng không? Bữa sau sẽ tập ve bài này tiếp nha. Rồi vô số 1 đi nè Thiện, anh sẽ cho ra đường. Đúng rồi, trong lời đi tới làm gì? Đúng rồi, tốt lắm em, xin anh nhìn gương hậu nhả con từ từ đi. Cuối đường bên phải ha. Số 2 đây. Taxi nhanh, mình ra lên đường rồi, taxi nhanh. Cuối đường vừa phải. Rồi, thấy cô làm gì? Đúng rồi, nhìn đường, nhìn xe cộ. Tay thì lái tròn tay. Đúng rồi, cuối đường về trái. Lại lên tay cua, lái tròn tay. Nhả con nhẹ từ từ đi tiếp.
chạy lại, chậm lại, chậm lại, đạp con cho nó chậm lại. Những cái chỗ nào dặn đường xấu không mẹ, em anh chiếm nó bị tụt không, nó dướng cái phần cái đế gót, cái gót nó dướng. Anh biết rồi, đi ra đường bạn phải nhả con từ từ đi nè, đường sau cái mình chỉ chiếm dướng đạp con vô lại, đúng rồi, cho xe chậm nè, đúng rồi, nhìn xe cộ tay thì lái là thiệt, lái nhiều đi em, lái nhiều, nhả con nhẹ từ từ đi thì nhả con nhẹ từ từ đi, chả lái từ từ ra lại phần đường của mình, chả lái đi em, đúng rồi, ra cái tim đường là đường của mình ha, đúng rồi, cầm lại 9:15 cho nó đúng rồi, số má đặt con lên số đi. Thì mình phải biết trả số thì xe nó mới hành đỡ đi tiếp, phải không? Đạp con vô lại nguy hiểm rồi, rồi hết nguy hiểm thì sao, dở nhẹ đi tiếp, lấy giờ đường mình lại thiện, đúng rồi, ra vào số 3, hiểu không? Hồi nãy là mình xử lý chưa kịp ha, khi mình ra thắng là phải biết trả số liền, giống như xe máy mình vậy đó.
người ta đi đường người ta, mình đi bên mình là không có gì hết. Đó giống như xe buýt ở trước nó đang lấn mình bớt ra lại, nhưng khi tới em bên đó chống nó cũng sẽ lấy về đường nó lại, thấy chưa? Đạp con vô thì hiểu không, khi tới mình thì người ta vẫn phải lấy về đường người ta lại thôi. Rồi vậy ra đi.
chứa người vợ lấy ra ngoài chứ em không né nhiều. Cầm giữ hai chiếc xe này khó. Từ từ nó quay, mình chạy lâu là sẽ cảm giác được vấn đề đó. Chỗ nguy hiểm phải thủ. Thắng nhẹ ra. Đúng rồi, rồi chở con nhẹ đi tiếp thì. Nhẹ ra để lên dốc, sát ra tìm được lại. Đầu tiên tập như vậy rất là tốt ha. Về nhà rảnh rỗi nhẩm nhiều vô giùm anh. Để buổi sau mình có quên cũng không.